mến. Qua bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe đọc, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện qua các việc làm của Chúa, qua cái lời nói của Chúa. Thánh Luca và một vị thánh sứ. Vị thánh sứ này thật vậy, trong một số bối cảnh của cuộc đời Chúa Giêsu mà các tác giả thánh kinh truyền lại cho chúng ta, thì chỉ có thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi tuyển chọn 12 thánh tông đồ. Chúa Giêsu cầu nguyện trong biến cố và biến hình của Ngài. Tất cả những biến cố đó đều có kể lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện. Và Chúa Giêsu nói về cầu nguyện khi nào? Khi một môn đệ đến yêu cầu Chúa, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, thì Chúa Giêsu dạy kinh lạy Cha là một kinh cầu nguyện đầy đủ nhất, có ý nghĩa nhất. Khi Chúa Giêsu loan báo việc Phêrô sẽ chối Ngài, thì Ngài nói: "Nhưng tôi đã cầu nguyện cho anh để đức tin của anh không bị chìm." Trong khi bị đóng đinh trên thập giá, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho những tên ly hình: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." Và trước khi tắt hơi thở cuối cùng, Ngài cũng cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha: "Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha." Cho nên chính Chúa Giêsu là mô hình của lời cầu nguyện, đặc biệt là trong vườn cây dầu theo sự mô tả của các phúc âm gia. Phần chúng ta cố gắng cụ thể hóa làm thế nào để nâng tâm hồn chúng ta lên tới Thiên Chúa trong các hoạt động khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau, làm thế nào để chúng ta cầu nguyện. Bởi vì chúng ta không có cùng một công việc, chẳng hạn như mỗi người chúng ta có người thì làm công việc trí tuệ, có người thì làm lao động thủ công, khác ở chỗ và chỗ là nơi nữa. Ở tại nhà thờ, ở trong một cái sân vận động thể thao, hoặc ở tại nhà, khác nhau khi chúng ta đang đi xe ở trên thành phố hoặc là trên đường cao tốc. Ngay cả khác nhau về các cái lời cầu xin của chúng ta, các cái lời cầu nguyện của chúng ta. Lời cầu xin khác với lời tạ ơn. Sự thờ phượng phải khác với sự tìm kiếm ơn tha thứ. Từ sáng sớm thì khác với sau khi chúng ta phải chịu đựng một cái sự mệt mỏi trong ngày. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải cầu nguyện để sống gần gũi Chúa hơn. Đức Trinh Nữ Maria là một mô hình của sự cầu nguyện nữa. Và mẹ đã cầu xin cùng Chúa Giêsu con của mình tại tiệc cưới Cana ở Galilea. Mẹ Maria đã cầu xin cùng con của mình để giúp đỡ chủ nhà. Trong buổi tiệc cưới này, chủ nhà đã hết rượu và Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nước hóa thành rượu. Thưa anh chị em, cầu nguyện là gì?
theo sách giáo lý mà chúng ta học từ xưa đến nay thì nói rằng cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, tạ ơn Chúa để gặp gỡ và hiệp thông với Chúa trong tình yêu. Và vì sao chúng ta phải cầu nguyện? Bởi vì từ bản chất con người chúng ta luôn luôn khao khát hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Và vì Chúa luôn luôn kêu mời gọi chúng ta đến gặp gỡ và thưa chuyện với Ngài. Nhưng mà ở đây cái vấn đề là chúng ta cầu nguyện ở đâu? Dĩ nhiên, cho dù chúng ta là ai hay là cho dù chúng ta ở đâu, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện riêng và chúng ta cầu nguyện chung. Cái chỗ xứng đáng để chúng ta cầu nguyện chung và tham dự các bí tích thì đó là cái ngôi nhà thờ. Ngôi nhà thờ rất cần để chúng ta đến đó cầu nguyện và tham dự các bí tích. Ngôi nhà thờ mà hôm nay thì chúng ta khởi sự xây dựng, chúng ta tham dự các nghi thức đặt viên đá. Chúng ta cùng nhau góp công, góp của để xây dựng mới ngôi nhà thờ cho họ đạo chúng ta. Chúng ta cố gắng xây dựng ngôi nhà thờ này tốt đẹp hơn, khang trang hơn, xứng đáng hơn để dành cho Chúa đến cư ngụ ở đó và để cho chúng ta đến cầu nguyện. Ngoài cái việc nhà thờ của chúng ta là nơi cầu nguyện, nhà thờ của chúng ta là nơi để chúng ta hiệp thông với giáo hội Công giáo trên toàn cầu. Bởi vì nơi nào có nhà thờ thì nơi đó có dấu chỉ sự hiện diện của giáo hội Công giáo, cũng như nơi nào có cây thánh giá thì nơi đó có dấu chỉ của đức tin Kitô giáo chúng ta. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện và tích cực đóng góp cộng tác cho công việc xây dựng này được hoàn thành tốt đẹp. Nhưng mà trước hết, chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban những ơn lành cho tất cả chúng ta. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã giúp đỡ chúng ta qua những người ân nhân. Những người này sẽ cộng tác rất nhiều để xây dựng ngôi nhà thờ mới của chúng ta. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho công việc xây dựng ngôi nhà thờ của chúng ta, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều đúng theo thánh ý của Chúa.